Sáng ngày 23 tháng 3, cục đăng kiểm Việt Nam thông tin nhanh về dữ liệu kiểm định xe ô tô chở keo gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra đêm hôm qua, 22 tháng 3 tại làng Chánh làm 7 người tử vong. Chủ xe theo giấy đăng ký là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu gỗ Huy Hảo, địa chỉ chủ xe phố 2, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, Thanh Hóa. Số người cho phép chở hai chỗ ngồi, trọng lượng bản thân, tải trọng cho phép chở 17.900 kg, trọng lượng toàn bộ là 30.000 kg. Xe có hệ thống phanh chính, khí nén, hệ thống phanh đỗ, tự hãm tác dụng lên bánh xe trục 3 và 4. Xe được kiểm định lần gần nhất là ngày 29 tháng 10 năm 2020 tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3606D tỉnh Thanh Hóa có hạn kiểm định đến hết ngày 28 tháng 10 năm 2021. Khoảng 21 giờ 15 phút ngày 22 tháng 3, tại km 13 570 tỉnh lộ 530 đoạn qua Bản Hắc, xã Chí Nang, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 36C13640 khi đang đi xuống dốc bả vai theo hướng từ xã Chí Nang về thị trấn Lang Chánh thì đâm vào ta Lý dương bên phải đường. Vụ tai nạn khiến 7 người trên xe tử vong. Theo thông tin ban đầu, xe ô tô chở keo và những nạn nhân có thể vừa đi bốc keo trong rừng về thì gặp nạn. Khi xảy ra tai nạn trên xe có 7 người. Theo phòng quản lý vận tải Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa, tốc độ xe tải trước khi gây tai nạn là 30 km/h và vào thời điểm xảy ra tai nạn giao thông lúc 21 h 18 phút đo được là 46 km/h ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng công an huyện lang chánh và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh hóa đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này